Ta đưa người tới. Ánh mắt của Đường Vũ Lân lúc này lại thủy chung nhìn về phương hướng chiến trường. Hai tay hắn nắm chặt vòng eo của Vũ Tỳ Đóa, thân hình lúc này hơi xoay lại, bỗng nhiên phát lực. Nhất thời thì Vũ Tỳ Đóa chỉ cảm giác rằng mình giống như đang cưỡi mây đạp gió bay vụt vào không trung. Toàn bộ quá trình nói ra thì chậm, nhưng trên thực tế lại đều phát sinh ở trong chớp mắt. Đường Vũ Lân thân hình lao theo, đại nhi hồn hoàn ở trên người lấp lánh, Lam Ngân đột thứ trận hầu như là lối theo cơn mưa của băng chùy kia mà đánh tới, bao vây lấy Lạc Quế Tinh đoàn đội. Bố cục lúc này phối hợp của bọn họ bắt đầu bày ra, Vũ Tỳ Đóa trên không trung, ám hùng Dương Liệm Hà ở chính diện như xe ủ đất lao về phía đối phương, ánh sáng hồn hoàn ở trên người luân phiên lóng lánh, bộ lông màu vàng óng ám kim tỏa ra hào quang lóa mắt, đánh thẳng vào tiến khiên nhân vừa quay trở lại. Khiêng nhân dẫn dắt ra hạ lạc ở trên người hắn, hắn mong còn không kịp. Và lúc này, đầu lão của Lạc Quế Tinh liền hiện ra lực lượng trưởng khống kinh người ở trên chiến trường. Thời điểm Dương Niệm Hạ sắp đánh xuống người của khiêng nhân, đột nhiên ánh bạc lóe lên, khiêng nhân này lại biến mất không còn tăm hơi, đòn tấn công của Dương Niệm Hạ nhất thời rơi vào chỗ trống. Cùng với lúc đó, hai tên mẫn công hệ chiến hồn sư đã từ ở hai bên vòng sáng, phân biệt nhằm về phía Đường Vũ Lân cùng với Cổ Nguyệt phía sau của Dương Liệm Hạ. Năng lực của Dương Liệm Hạ không thể nghi ngờ là khắc chế mẫn công hệ hồn sư, coi như phòng ngự hệ hồn sư cũng chưa chắc có thể chống cự được hắn. Thời điểm khiên nhân xuất hiện ra lại lần nữa, đã đến bên người của Lạc Quế Tinh. Ở trong mắt Lạc Quế Tinh ánh bạc tỏa sáng, đệ nhất đệ nhị, hồn hoàn lúc này ở trên người đồng thời sáng lên. Sau đó một đạo ánh bạc lấp lóe, trực tiếp rơi vào trên người của Dương Liệm Hạ. Không gian hệ hồn kỹ, chỗ cường đại nhất của nó chính là thuần phát, không cách nào lẻ tránh. Dương Liệm Hà thấy hòa mắt đã bị chuyển tống đến 15 mét có hơn, đồng thời ở trên người đồng cứng đã bị trúng không gian cầm cố của đối phương. Có điều, chuyển tống khoảng cách gần và không gian cầm cố này chỉ có thể khóa chặt hắn được 2-3 giây. Nhưng đối với chiến trường đoàn đội này, 2-3 giây có lúc cũng đã đủ quyết định được thắng bại ở trên sân. Dương Niệm Hạ bị chuyển tống đi, trước mặt của Đường Vũ Lân lúc này cùng với Cổ Nguyệt trở lên chống trái. Hai tên mẫn công hệ chiến hồn sư toàn bộ bộc phát, ở trong nháy mắt đã đến trước mặt của hai người. Mà một bên khác, khiêm nhân ở bên người Lạc Quế Tinh chật quát một tiếng, tâm chắn ở trong tay dựng lên, che trên đỉnh đầu của Lạc Quế Tinh, hồn lực của bản thân toàn diện kịch phát, hóa thành một bức tường chắn bảo vệ Lạc Quế Tinh cùng với Hứa Tiểu Ngôn ở bên cạnh. Phía sau ba người bọn họ, còn hai gã hồn sư khác, một người ở trong đó đưa tay lên trên trời, vô số hỏa điều phóng lên trên cao, phối hợp cũng tường thuẫn, lỗ lưng ngăn trở Vũ Tỳ Đóa, mà tên này chính là phụ trợ hệ hồn sư lúc trước tiến hành hồi sức cho cả đôi. Ở trên người của hắn từng đạo bạch quang lấp lóe, chỗ nào bạch quang đi qua, hồn lực toàn bộ thành viên ở trong đội giống như cũng có tăng lên. Đây là một năng lực phụ trợ phi thường mạnh mẽ, hồn lực tăng cường, hơn nữa là tăng cường chống chất. Chủng hồn kỹ này ở bên trong một đoàn đội 7 người, không thể nghi ngờ có thể đem lại tác dụng to lớn. Nét mỉm cười ở trên mặt Lạc Quế Tinh đã thu lại, cả người hắn lúc này có vẻ tỉnh táo dị thường, ở trong con người thập ra hòa quảng cơ trí. Không nghi ngờ chút nào, đoàn đội 4 người lấy Vũ Tỳ Đóa cùng với Dương Liệm Hạ cầm đầu này là lực cản lớn nhất tính tới này hắn từng gặp. Thế nhưng mà hắn vẫn hoàn toàn tự tin vào bản thân của chính mình như trước. Bởi vì hắn cũng không phải là một người, mà là một đôi. Sức mạnh của cá nhân là có hạn, sức mạnh của đoàn đội mới là vô cùng. Mà thân là lãnh tụ của đôi, làm sao có thể phát huy ra được thực lực đoàn đội mới là quan trọng nhất. Hắn vẫn trưởng khống toàn trường, băng trì ở giữa bầu trời bị lượng lớn hỏa điểu trung hóa. Lam Ngân Thảo trên mặt đất bay lên trên cũng bị khiêm nhân dùng tường thuẫn che chắn. Một chân dẫm xuống tạo ra năng lực trưởng khống mặt đất, miên cương ngăn trở. Dương Niệm Hạ bị truyền tống đi là một khâu trọng yếu ở trong việc phi trì phố chiến trường. Vũ Tỳ Đóa không thể nghi ngờ là khó đối phó nhất, nhưng Lạc Quế Tinh rất tin tưởng. Lấy sức mạnh cả đội vẫn có thể chiến thắng nàng. Hiện tại điều hắn muốn chính là làm suy yếu đối phương, tăng cường ưu thế. Vì lẽ đó, đầu tiên cần phải xử lý chính là tên nhị hoàn yếu nhất ở trong số các đối thủ, sau đó sẽ toàn lực ứng phó với ám kim hùng Dương Liệm Hạ và u minh Vũ Tỳ Đóa. Lam quang lóe lên, một giây Lam Ngân Thảo lúc này lặng yên quấn lấy hông của Cổ Nguyệt. Đường Vũ Lân dùng sức lôi kéo, Cổ Nguyệt cũng đã cùng hắn sát lại gần nhau. Sau đó hắn lại phát động ra Lam Ngân đột thứ trận một lần nữa, đồng thời thân thể cúi xuống mang theo Cổ Nguyệt chui vào trong vòng yểm hộ của đội thứ trận. Hai tên mẫn công hệ hồn sư nhắm về phía bọn họ đều rất ưu tú. Cảm nhận được Lam Ngân Thảo dưới chân bạo phát, hai người hầu như là đồng thời nhảy lên trên cao. Nhưng mà Lam Ngân Thảo ở bên dưới lại đột ngột che chắn, khiến cho bọn họ nhất thời mất đi nhân ảnh của Đường Vũ Lân cùng với Cổ Nguyệt.
Một bên khác, Dương Liệm Hà đã từ trong khống chế tránh thoát được, gào lên một tiếng, lần thứ hai lao vào bên trong đoàn đội của đối phương, mà Vũ Thi Đoá ở giữa bầu trời cũng xuất cuồng thể hiện ra thực lực cường đại giúp nàng bài danh ở trong top 10 của Thiến Liên Thiên Tài bảng. Đang ở giữa không trung, Vũ Thi Đoá hơi lắc người, lúc trước được Đấng Vũ Lân che chở, hồn lực của nàng cũng đã tự điều tiết trở lại. Đại tứ hồn hoàn ở trên người sáng lấp lánh, cả người của nàng đột nhiên phân thành ba, phân biệt xuất hiện ra trên người ở ba phương hướng khác nhau ở trên không trung. Ba đạo bóng người nhìn qua đều là trong suốt, giống như không có hồn lực, sau đó ba đạo bóng người đồng thời hướng ra phía dưới lao xuống. Đại nhị hồn hoàn ở trên người đồng thời sáng lên, cùng với đại tứ hồn hoàn đang xen rực rỡ, trao ảnh đầy trời, thậm chí so với hỏa điểu cũng tấm khiêng kia còn nhiều hơn. Cứng đối với cứng, cô lương này rõ ràng là lấy tốc độ tăng cường, rồi lại một lần nữa lựa chọn phương thức chiến đấu cùng cứng đối cứng. Tiếng lổ vang vọng liên tiếp xuất hiện ra trên không trung, sắc mặt của Lạc Quế Tinh cũng hơi thay đổi. Về mặt tu vi, Vũ Thi Đoá ưu thế quá rõ ràng, quả nhiên là không hổ bài danh đại cứu. Hòa điều hồng xưa cùng với khiên nhân đồng thời xuyên lên một tiếng, thân hình lay động, nhưng ở dưới sự tăng cường của phụ trợ hệ chiến hồn sư, cuối cùng cũng coi như miễn cưỡng đứng vững trước một loạt công kích thổ bạ này của Vũ Thi Đoá. Vòng xoáy mờ bạc tái hiện có thể chống lại Vũ Thi Đoá, về sức mạnh đơn lẻ cũng chỉ có thiên liên hồn kỹ này của Lạc Quế Tinh. Thế nhưng mà, ngay trong nháy mắt khi mà ánh sáng bạc này xuất hiện, ánh sáng của đệ nhị, đệ tứ hồn hoàn ở trên người Vũ Thi Đoá đột nhiên thu lại. Thay vào đó là đệ nhất hồn hoàn sáng lóng lánh, tốc độ của nàng đột nhiên tăng lên dữ dội, ở trên không trung hóa thành một đạo lưu quang, từ chân trời giáng xuống, phóng thẳng đến tên phụ trợ hệ hồn sư kia. U minh đột thứ, đây mới là mục tiêu thực sự của nàng. Nàng xếp hạng thứ 9 là dựa vào đánh giá tổng hợp, chứ không phải dựa vào man lực đơn thuần. Từ đầu tới cuối nàng đều vô cùng bình tĩnh, nhưng cũng vừa lúc đó, một cây băng màu sắc bén cực kỳ từ bên trong phóng tới. Vị trí này vừa vặn là con đường mà u minh đột thứ của nàng tất phải đi qua. Băng màu ngưng tụ dị thường, mặt trên lam quang lóng lánh không nghi ngờ chút nào, chỉ cần bị nó đánh trúng, tuyệt không phải là một sự tình thoải mái gì cả. Vũ Thi Đoá liên tục triển khai mấy cái hồn kỹ, tự thân hồn lực cũng bị ảnh hưởng, Lạc Quế Tinh thậm chí nhìn về phía của Hứa Tiểu Ngôn sau lưng ở giơ ngón tay cái lên. Tuy rằng Hứa Tiểu Ngôn chỉ có nhị hoàn, nhưng trong trận chiến giành vị trí lớp trưởng ngày hôm nay, nàng đã không chỉ một lần thể hiện ra tác dụng then chốt lúng đúng lúc, luôn có thể ở thời điểm thích hợp nhất ra tay, căn bản không cần Lạc Quế Tinh chỉ điểm, nàng cũng có thể phối hợp cùng với đồng đội đến mức hoàn mỹ. Có thể nói, ở bên trong đoàn đội, nàng đem lại tác dụng gắn kết, bởi vậy mới có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, dùng thực lực nhị hoàn thu được sự tán thành của những đồng bọn khác. Thế nhưng mà cũng đúng lúc này, một màn khiến cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới xuất hiện. Vũ Thi Đoá lời khóe miệng bày ra một nụ cười lạnh lùng, đối mặt với băng mô vô cùng sắc bén này lại không tránh không né. Bốn cái hồn hoàn màu tím ở trên người đột nhiên thu lại, thay vào đó chính là một vòng hồn hoàn màu tím duy nhất. Cùng lúc đó, toàn thân của nàng đột nhiên bắn lên trên một tầng bạch quang chói mắt, thân thể mềm mại cũng trong nháy mắt này bành trướng thêm mấy phần, một bộ lồng trắng bao trùm khắp toàn thân. Hồn hoàn màu tím duy nhất này ở trong nháy mắt lóe sáng, mắt thấy băng màu xuyên lửa rơi trúng người của nàng, Vũ Thi Đoá chỉ trở tay vỗ một cái, nơi đầu ngón tay của nàng, từng cây lợi trảo màu vàng xuất hiện, một thoáng liền đem băng màu vỗ nát bấy, đồng thời thân thể ầm ầm ở rơi xuống mặt đất, một trường vỗ lên trên đỉnh đầu của tên phụ trợ hệ hồn sư kia. Bạch quang lóe lên, phụ trợ hệ hồn sư này đã tèo, kết thúc trận đấu so đấu của hắn. Song sinh võ hồn, là Quế Tinh lúc này bật thốt lên. Đúng vậy, ở trong nháy mắt đó, Vũ Thi Đoá đột nhiên từ nguyên bản tứ hoàn giảm xuống chỉ còn nhất hoàn, đồng thời võ hồn đại biến, tình huống như thế chỉ có một khả năng, chính là song sinh võ hồn. U minh Vũ Thi Đoá dĩ nhiên lại là song sinh võ hồn, chuyện này người biết tuyệt đối không nhiều. Không chỉ là Lạc Quế Tinh giật mình, coi như là đồng bạn làm thời, Dương Liệm Hạ cũng đồng thời ngơ ngác, chẳng trách nhân gia người ta sẽ xếp hạng cao như vậy, nguyên lai dĩ nhiên có tầng bí mật này đằng sau, người ta là chân chính song sinh võ hồn. Sau khi rơi xuống đất, Vũ Thi Đoá không hề nhàn rỗi, toàn thân của nàng đều bao trùm ở bên trong ánh sáng vàng rực rỡ. Tối nhiên chỉ là có một cái hồn kỹ, thế nhưng tu vi của nàng lại trên cấp 40, uy năng của hồn kỹ này tương đương với một đệ tứ hồn kỹ đấy. Nàng cường hãn vọt thẳng về phía tiền viễn công hỏa diễm hồn sư kia, cưng rắn đánh vào hỏa diễm công kích của đối phương. Thời khắc suýt xảy ra tai nạn, ánh bạc lóe lên. Viễn công hệ hồn sư được Lạc Quế Tinh cứu vớt, xuất hiện ra ở một bên khác. Thế nhưng mà dù năng lực trưởng khống của Lạc Quế Tinh mạnh hơn, hắn dù sao cũng chỉ là tam hoàn hồn sư, năng lực cũng có hạn. Ở bên này cứu đồng bạn sẽ không kịp để ý tới Dương Liệm Hạ từ một bên khác xông lên.
khiến Nhân chỉ có thể cắn răng nghênh đón thuần kích. Dương Niệm Hạ lúc trước bị Lạc Quế Tình chuyển tống đi, khiến cho hắn có cảm giác bức bối vì không phát hiện ra được thực lực. Lúc này thật vất vả mới nhận lỗi được, làm sao có thể hạ thủ lưu tình đây. Uinh một tiếng, tấm kiềng lúc này lát vụn, khiến Nhân trực tiếp bị hất bay. Mà ngay lúc này, một cây lam ngân thảo lặng yên quấn lấy hông của Khiêm Nhân, đem hắn vốn đang văng đi, kéo ngược trở lại. Dương Niệm Hạ lúc này bổ thêm một quyền, khiến cho hắn hóa thành bạch quang biến mất ở không trung. Kinh ngạc quay đầu nhìn lại, Dương Niệm Hạ tỉnh linh nhận ra được không biết từ lúc nào Đường Phụ Lân cùng với Cổ Nguyệt cũng đã đi tới phía sau của hắn. Còn hai tên mẫn công hệ thuộc đội của Lạc Quế Tình cũng đã biến mất rồi. Bọn họ sẽ chết hai người kia sao? Dương Niệm Hạ trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Đường Phụ Lân bất quá chỉ là nhị hoàn khống chế hệ hồn sư, thật sự là có thể khống chế được hai tên tam hoàn mẫn công hệ hồn sư sao? Đây chính là sự lãnh các học viện đó, không có một ai thực lực nhỏ yếu, chẳng lẽ là sức mạnh của Cổ Nguyệt? Có điều lúc này đang ở thời khắc căng thẳng, hắn cũng chỉ có thể sản sinh ra một ý niệm như vậy thôi. Dù sao mọi người tạm thời vẫn là đồng bọn. Trước sau hai tên đột viên chết chắn, hơn nữa hai tên mẫn công hệ hồn sư này sau khi hạ xuống liền không hiểu vì sao lại biến mất. Sắc mặt của Lạc Quế Tình đã kinh biến đến mức vô cùng khó xem, nhưng hắn vẫn như cũ không hề từ bỏ. Một vòng xoáy màu bạc lấy thân thể của hắn làm trung tâm đột nhiên hướng ra phía bên ngoài tỏa ra. Vòng xoáy lần này không hút mọi thứ vào bên trong nữa, mà lại sản sinh ra một lực bài xích mạnh mẽ. Bất kể là vũ thi đoá từ phía sau xông lên, hay là Dương Niệm Hạ chính diện ngạnh kính, tất cả đều bị cố bài xích kia lực lượng ngăn trở.